chào cặp vợ chồng đẹp trai đẹp gái. Em giới thiệu về mình. Em tên là Đặng Thị Hương. Năm nay em 27 tuổi. Em là em làm nhân viên truyền thông anh. Anh cần em. Em tên là Đỗ Duy Thanh. Thì em đang là giảng viên của trường đại học. Năm nay em 30 tuổi. Thế cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Chồng em thì quen nhau ở trên Facebook ạ. Đứa em đều có một người bạn chung ở Đức, còn em ở Việt Nam. Đó mình ở bên đó thì mình cũng buồn mà, cho nên là mình cũng rảo Facebook, thì mình qua một cái Facebook của người bạn thì mình thấy chị này chung là rất ăn ảnh, nhìn mình thấy thích lắm, mà một số cái status nó cũng hay nữa, thế là mình cũng kết bạn. Bao lâu thì hai bạn gặp được nhau ngoài đời? Dạ, chúng em nói chuyện qua điện thoại với nhau chắc tầm khoảng 3 tháng ạ. Rất hồi hộp là như vậy, là lúc yêu đến lúc cưới nó nhanh không? Rồi á, chuyện mà để đi đến với nhau á, trong cuộc sống vợ chồng vậy nè, nó có trơn tru suôn sẻ em hay là có những cái xung đột mà vì lý do là các bạn quen nhau trên Face? Yêu nhau thì thắm thiết cũng giống các cặp đôi khác, nhưng mà càng đến ngày cưới thì bọn em lại càng phát hiện ra là hai vợ chồng rất là khắc khẩu. Dạ. Ví dụ nghĩa là tính anh rất là nóng. Ví dụ chẳng hạn như là đi chụp ảnh cưới thì xui cái là đang chụp ảnh thì cái máy chụp hình nó bị hư, không chụp được nữa thì cũng khó chịu. Hai đứa đang ngồi thì tự nhiên anh lấy đàn ra, anh gảy đàn. Thế là em mới hỏi đơn giản, em bảo anh lại đánh đàn đấy à? Thế là anh ấy nổi điên lên, vứt cái đàn xuống. Xong anh bảo em vừa phải thôi, cái gì em cũng muốn cấm anh, đánh đàn cũng cấm, đá bóng cũng cấm, thế bây giờ em muốn anh làm sao? Thế lúc đó thì em rất là ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao tự nhiên phản ứng mạnh vậy? Nó cũng như là nước tràn ly thôi. Cái lúc đó là mình đang suy nghĩ rất là căng thẳng. Rồi trước đó trong lúc quen nhau thì mình đàn mình hát thì cô này cũng hưởng ứng dữ lắm, không? Ca không hay, đàn nghe cũng dở, nhưng mà lúc đó thì nàng nức nở là mình thích. Nhưng mà bây giờ thì nó đem cái đàn ra mình đánh vậy mình cũng thấy bị gọi là ý kiến ý cò, mình bực. Mà lúc đó là vừa cả cái chuyện đá banh, mình rủ đi coi đá banh không coi. Bây giờ tới chuyện mà ngồi mình cầm cái đàn cái mình đàn cũng ức chế nữa. Bực quá mình mới lấy cái đàn. Đập vỡ cái đàn không? Thôi đập cái thùng thôi. Em đi xuống dưới lầu dưới khóc thì em tự nhiên nghe trên lầu ầm, không biết có chuyện gì xảy ra. Em thấy em mà không lên chắc anh đập hết đồ, thế là em mới lên. Thì thấy anh ấy đang ngồi mặt anh hầm hầm. Thế hai vợ chồng mới nói chuyện với nhau thì vợ cứ nói thì chồng cãi, ông chồng cứ nói thì vợ cũng cãi. Thế là cuối cùng về sau em mới tức quá, em khóc nức nở. Thế là anh phải dỗ, thế là anh phải xin lỗi. Hòa lại, hòa. Dạ vâng, thôi, hòa. Phải hòa thì dù sao cũng còn mấy ngày sau phải chụp cho nó xong cái hình. Rồi sau đó tới ngày cưới là không có. Chưa gì. Khúc ngày cưới mới hấp dẫn anh. Cái gì còn nữa hả? Sao ly kỳ thế? Trước ngày cưới một ngày thì ba mẹ em vào đây thì có ở khách sạn. Thì tối hôm đó thì em có đưa ba mẹ với lại các chị là đi mua đồ. Tối thì về hơi trễ, anh bực mình. Thế là anh cũng tỏ thái độ với em, thế là em cũng bực mình. Sao bực mình vậy? Mai là đám cưới rồi, phải nghỉ ngơi rồi cũng chuẩn bị đồ cưới các thứ nữa. Mà cô này thì cô dẫn cả nhà đi shopping tới gần 10 giờ tối. Thời qua hết chừng không chịu bắt máy. Thế là mình bực rồi, tới lúc về ở nhà hỏi 5 câu, 6 câu, không thèm trả lời, im. Bực, tức quá trời tức luôn. Anh mở cửa uy nguy nguy, anh hỏi lại lần nữa là em muốn gì? Không, em chả muốn gì, em muốn đi gội đầu. Càng bất hơn nữa cái kiểu giỡn ương á. Dạ mình đang nóng tức rồi mà bao nhiêu thứ mình cần muốn giải quyết cho nó xong. Rồi sao cuối cùng rồi sao? Em mới đi vào trong toilet em gội đầu thì nghe thấy tiếng ầm ở bên phòng. Thấy anh ấy kéo cái vali đi ngang qua toilet, xong anh nói, anh bảo má em cứ một mình đi, anh không làm đám cưới nữa. Ôi ôi. Xong rồi anh ấy kéo vali đi luôn. Là em một mình vậy. Rồi sao em đi đâu? Dạ em về nhà ba má em thôi cho nó nguôi lại. Lúc đó qua anh đến thì khoảng 11 giờ đêm rồi, 12 giờ gần giờ đó rồi. Thì mình nằm bên bển, mình đợi coi có phản ứng gì không. Anh ấy đi thì em cũng chưa có gì, nhưng mà sau đó thì tủi thân quá. Nghĩ rõ ràng là nếu mà xảy ra chuyện thì mình là con gái mình cũng phải có thế thượng phong chứ, sao lại để người ta nói vào mặt mình cái câu là anh không cưới em nữa. Thế là em lúc đấy tủi thân là mới khóc. Thế em mới nhắn tin qua cho anh em bảo là đây là nhà anh, người đi thì phải là em. Em sẽ thu xếp đồ đi sang khách sạn với ba mẹ. Em sẽ báo cho hai bên ba mẹ là không có đám cưới gì nữa. Đâu chừng chắc chưa đến 2 phút đâu chị. Thì tự nhiên nghe tiếng gõ cửa. Thì em mới xuống thì thấy quần áo là đều mặc trái. Xong kiểu dạng ba chân bốn cẳng nó chạy. Nghe cũng sợ chứ không phải gì đâu. Mình nói nóng vậy thôi. Người ra đi sẽ là em. Dạ. Được cái gì là trồng cái đó đúng không? Hơn là phải, không phải lấy chạy nhầm cái đầm của mẹ đó. Dạ. Lúc đó là chị dắt giò lên cổ là chạy rồi. Sao nữa rồi sao nữa chị qua rồi sao? Em mới vào nói vài câu thì em khóc oang lên giống như kiểu người ta đánh á. Thì anh phải xông vào anh bịt miệng em. Thì anh ấy
Vì anh ấy sợ là hàng xóm người ta nghĩ là hai đứa đánh nhau hay là bạo hành gì đấy. Thế cuối cùng thì anh rối rít anh xin lỗi, mà em vẫn kiên quyết đứng dậy em thu đồ. Thì bắt đầu anh cuống quýt tít mù lên, làm đủ cách luôn, mà đến độ mà bên kia quăng nhẫn rồi năn nỉ đủ đủ đường hết mà không chịu, thiếu điều muốn lại luôn. Rồi năn nỉ trong bao lâu thì em mới hết? 2 tiếng rồi. Nhưng mà lúc đấy sau em vẫn tức giờ lắm mà. Nghĩa là anh em thấy anh khóc nức nở theo em. Ờ anh xin lỗi, anh ấy thề nguyền là đây là lần cuối cùng anh nổi nóng, em cho anh một cơ hội. Thôi nghĩ cũng thấy chồng mình khóc thì cũng tự nhiên cũng thương thương. Chị hỏi chú rể nè, thực sự lúc mà em nói cái chuyện mà anh không thèm cưới em nữa là lúc đó là trong đầu em có ý định chia tay thiệt không? Dạ không chị ơi. Lẫy đúng không? Dạ lẫy mà nói. Em lẫy mà em lẫy vào cái giờ nghiệt ngã như vậy dạ. Đó ngày mai rồi mà mãi. Thì còn cô dâu cái lúc mà em nhất định em đòi chia tay lúc đó là thật hay là cái cơn của em lúc đó là... Dạ thật đó chị. Mà em không nghĩ đến cái chuyện là gia đình của mình đã vào trong này rồi người lớn hay sao? Dạ lúc đó là ba mẹ cũng đã biết. Và ba anh có nói với anh một câu là nếu mà hai vợ chồng mày á, mà xảy ra chuyện gì á thì chắc là ngày mai tao chết. Mình nghe mình tự nhiên mình thương. Bây giờ hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? 7 tháng ạ. Và các bạn là chưa có... Chưa có dạ, em bé. Chưa có em bé. Chưa có em bé. Công việc hai người đều ổn định đúng không? Dạ. Bây giờ ở nhà là ai sẽ là người nắm tài chánh? Dạ chồng em ạ. Cái đó là em tự nguyện hay là phải qua tranh cãi? Lúc đầu thì hai vợ chồng tự thỏa thuận với nhau là anh ấy cầm kinh tế thì cũng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà sau này thì lại xảy ra chuyện. Tại sao? Đàn ông mà cầm tiền bạc trong gia đình nó nghe nó làm sao sao á. Đóng tiền điện, như đóng dạ, tiền nước. Dạ, đó, đó. À. Nhưng mà vợ mình đản trí nhiều lắm. Tính toán nhiều khi là không có tính kỹ. Với lại một số cái công việc mình cần để là tiền phải đầu tư làm một số việc nữa. Thì vợ thì không nghĩ cái chuyện đó cho nên là giao hết cho mình. Có một lần á là mình nhắc cổ là cái này phải để 4 triệu, 5 triệu gì đó. Mà cô này cũng lơ mấy lần luôn, mình phải nhắc tới 2-3 lần mình bực rồi. Anh mới nói thì lúc đó thì em cũng đã bỏ để ra cái sẵn cái số tiền đấy rồi. Chứ không phải là không để, nhưng mà anh cứ nói đi nói lại. Thế là em mới tức, em mới bảo em hiểu rồi. Anh nói ít thôi. Là mới động đến tự ái của anh ấy, anh nổi khùng lên. Anh không thích nói cái chuyện này nhiều. Đây là lần cuối cùng. Còn nếu mà em cảm thấy mà em không thích như thế nữa thì em tự giữ tiền, em tự tiêu đi. Anh không giữ nữa. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại thêm, tức quá em ấy ôm gối sang phòng bên kia em ngủ. Cũng tức, anh cũng bỏ cãi em luôn. Cũng không sai, anh năn nỉ, anh cũng không xin lỗi, anh không gì hết. Ngoài cái vấn đề kinh tế tranh cãi thì hai vợ chồng có tranh cãi về những cái vấn đề khác không? Vấn đề nào cũng tranh cãi anh. Từ ngày này sang ngày nọ, từ tháng nọ sang tháng kia. Nói chung là tối cứ... ngủ chung vậy thôi đó. Dạ. Dạ. Nói chung như ăn cơm với anh quen rồi. Nhưng có quen nhau hai bạn có phát hiện ra là khắc khẩu không? Em là tuổi chuột, vợ em là tuổi mèo. Anh em biết rồi, cuộc đời của em là lúc nào cũng bị chạy thôi, em phải chạy thôi. Lúc nào cũng khắc khẩu hết. Cái tật xấu của chồng em á, theo em á là cái tật gì xấu nhất? Quá nóng tính, mà nóng tính đến cái mức mà cộc tính luôn. Tất cả những vấn đề gì mà không hợp ý anh ấy là anh ấy sẵn sàng anh nổi điên lên. Anh nổi điên lên thì anh ấy nói những cái câu mà em chỉ muốn xách vali em đi luôn, chứ em không nghĩ là có thể sống được cùng. Nghĩa là ảnh cộc tính. Dạ vâng. Còn vợ em thì sao? Vợ em thì tính chọc cho em tức, thấy em tức rồi biết cái dạ, tánh biết em nóng, nóng là chọc vậy đó, cái chọc cho lên. Nó lên luôn nhá, không phải gì không. Nói chung là lúc mà anh ấy nóng lên thì thường em cứ dừng dưng kiểu khi nào mà anh ấy nóng điên lên anh bảo giờ muốn làm sao, em chả muốn gì. Rồi anh bắt đầu anh điên anh gặp đầu anh. Vậy bây giờ em muốn thay đổi, em muốn chồng em thay đổi điều gì? Em muốn là trước khi mà anh nói bất cứ một cái điều gì ra thì phải suy nghĩ để không làm tổn thương cái người đối diện. Lời nói đã rút ra rồi thì không thể nào mà rút lại được. Em thì muốn vợ là nó vợ em thì cũng chướng, mà dù đúng hay sai gì cũng không bao giờ nhận lỗi hết. Mong muốn là trong 10 lần sai như vậy thì có một lần nhận lỗi đi vậy đó. Mong muốn rất đơn giản mà dạ. Thay đổi một thôi. Dạ. Bây giờ thực ra cái vấn đề của hai bạn này là không có đơn giản đâu nha Thuận. Ở đây á là cái cá tính của hai bạn quá mạnh. Tính của Thanh cũng là dữ lắm á. Còn cái kiểu nguội của em á cũng không có vừa đâu. Cái nguội của em mà là cái mà đổ thêm xăng vô cái nóng này chứ không có giỡn đâu. Thực ra bây giờ hai bạn gắn kết với nhau là vì hai bạn còn rất yêu nhau. Còn sau này khi mà vợ chồng sống với nhau lâu hơn nữa thì khi mà cái tình yêu nó giảm, nó chuyển qua cái nghĩa đó, với hai cái tính cách này rất là mệt đó. Nên bây giờ theo chị á, bạn nên tự dẹp bớt cái cá tính mình lại để bạn mới giữ nhau được đó. Là lời khuyên chân thành đó nha. Xin cảm ơn anh chị. Xin cảm ơn hai em. Dạ.